Từ 6 giờ hôm qua đến 6 giờ sáng nay, tỉnh Bạc Liêu ghi nhận 6 bệnh nhân tử vong vì Covid-19. Đây là số ca tử vong trong 24 giờ cao nhất trên địa bàn từ trước đến nay, nâng tổng số ca tử vong của tỉnh lên 46 người. Cũng trong 24 giờ qua, Bạc Liêu ghi nhận 230 trường hợp có kết quả real-time PCR khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2. Tổng số ca nhiễm giảm 67 ca, số ca nhiễm trong cộng đồng giảm 29 ca so với ngày trước. 77 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng gồm 30 trường hợp tại thị xã Giá Rai phát hiện qua xét nghiệm tầm soát cộng đồng và truy vết các trường hợp có liên quan đến chuỗi lây nhiễm của công ty Tấn Khởi, công ty Châu Bá Thảo, 23 trường hợp tại thành phố Bạc Liêu, 15 trường hợp tại huyện Hồng Dân, 5 trường hợp tại huyện Phước Long. Các trường hợp ở thành phố Bạc Liêu, Hồng Dân, Phước Long đều phát hiện qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng. 3 trường hợp tại khu sàng lọc COVID-19 của bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, một trường hợp tại khu sàng lọc COVID-19 của bệnh viện Quân dân y Bạc Liêu. 104 trường hợp ghi nhận tại các khu cách ly tập trung, trong đó 76 trường hợp liên quan đến các ca bệnh ghi nhận trong cộng đồng trước đó, 20 trường hợp tại thành phố Bạc Liêu, trong đó 2 trường hợp là cán bộ và nhân viên y tế phục vụ khu cách ly, 18 trường hợp liên quan đến các ca bệnh ghi nhận trong cộng đồng trước đó. 6 trường hợp trong khu cách ly tập trung của bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, trong đó có 3 trường hợp là nhân viên y tế phục vụ khu cách ly, 2 trường hợp trong khu cách ly tập trung của bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu. 47 trường hợp ghi nhận tại các khu phong tỏa gồm 27 trường hợp tại phường 5 thành phố Bạc Liêu, 9 trường hợp tại thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, 8 trường hợp tại xã Ninh Quế A, huyện Hồng Dân, 3 trường hợp tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình. Các trường hợp ghi nhận trong cộng đồng trong các khu phong tỏa cách ly tập trung nêu trên đang được điều tra truy vết. Còn lại hai trường hợp về từ tỉnh Bình Dương được cách ly tập trung tại thành phố Bạc Liêu. Đến nay, Bạc Liêu đã có 5.490 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị 3919 chín ca. 1.525 người đã bình phục.